đi đẻo hào. Đi đẻ hào. Mọi người hãy đón xem. Okay. Mình sẽ làm món gì nhé. Ây dạ, con ăn sao đi. Con ăn sao đi. Để mình... Rồi quay đây, quay giò đây. Bây giờ là bỏ giò qua bên kia. Rồi, giờ mình đi thôi. Tới chỗ đéo hào rồi nha mọi người. Đơn giản có gì hết nha mọi người. Cái vỏ mẹ thì gia vị nồi rồi dao cái dao mần thôi, dao mần chút nữa mình bắt lên mình mới mần. Mình mang bao tay vô. Cho mở dùng con trái. Đây, để cho mang bao tay vô cho mở. Đây. Đây. Hơn. Lát nữa mày. Giờ mình bắt đầu mình lội con cá mày thấy. Thank you.
mang bao tay vô không đứt tay à. Uống sữa luôn không? Đá khá là cứng nha, đục mạnh lắm nó mới ra chứ không thôi là nó không ra. Dùng hết sức đập nó mới dần ra. Phải lựa mấy con bự giống gì nè, còn mấy con nhỏ nhỏ gì là nhỏ nhỏ gì là mình để lại. Con này là nó quái đản nhất nè. Một cái càng, ba cái que. Không biết nó gì lý do gì luôn đó. Con này cua da vàng nha. Nè, nè. Cua da vàng mà sao nó cây dế quá nó. Rồi, nè 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 nè. Nó gãy nó sẽ mọc lại được nha. Cái này nó gặp cái sự cố gì là nó sẽ bẻ que hết.
rồi xong rồi cái ngoe của nó mọc lên lại nè, thấy không, những cái ngoe li ti nè, nó mọc lên lại nè, thấy chưa? Kẹp kẹp mà nó dán con sung nên nó kẹp dữ lắm rồi. Nè, ở đây ra nữa nè. Ăn được. Ăn được mà con này chắc mình không ăn nha. Nó đi thấy nó tội lắm rồi. Vất vả lăn lộn nãy giờ được chén nào rất là ngon nha. Mòn cái phần lưng quá. Đâu có cầu tổ gì.
Cái đâu có cục đồn của con chay. Con chú xuống nắm vào chùa nữa cha. Được rồi, đi ra nhấc xuống.
nhất, lấy hai bao tay nãy nặng nhất luôn. Làm hai cái bệ. Tiêu nữa Phương ơi. Chào mọi người.